Rồi, Isuki 357 nha mấy bác nha. Con Isuki 357 TA. TA nha. Bác coi cả tình trạng động cơ em đã nha. Ski. Nó mới keng luôn nha mấy bác nha. Rất là mới, mấy bác coi này. Máy động cơ ECU luôn ạ. Rất đẹp. Đấy. Từ mọi thứ của nó thì khỏi chê luôn em nha. Rất là đẹp. Rồi, em mở nắp bên kia. Đây nghe mấy bác nha. Động cơ ECU bếp kim nha. 357. Động cơ ECU bếp kim nha. 4 máy. Rất là VIP. Đây. Tình trạng heo dầu ép dầu thì mấy bác coi nó là phải đủ ghiền luôn. Nó mới tinh luôn này mấy bác nha. Bơm chậm lái. Nói chung là rất là đẹp. Đấy. Các coi nó hiểu được xe cỡ nào ta. Mới keng nha. Máy ECU. Make in Japan. Make in Japan nha. Cái ECU bếp kim. Mấy bác biết là cái xe nó cỡ nào thôi. Đây, gầm cầu. Xe bên em là cực đẹp nha mấy bác nha. Cực đẹp luôn nha mấy bác. Rồi, để em nắp cái nắp này lại rồi leo lên test cho mấy bác coi. Đây nha mấy bác nha. 357. Lốp trước thì mòn rồi. Nhưng mà lốp rin Nhật chưa nứt nẻ nha. Đấy, lốp sau còn đẹp nha. Chạy lốp Nhật luôn á. Hai cái xe này còn rin Nhật hết. 13.6-26 này. Mâm miết còn rất là đẹp. Có ben ti nghiêng luôn này. Ben nghiêng rất là to nha. Đấy. Có đèn dè lui luôn này. Coi nè, đồ rất là mới, nhìn nó mới keng thôi. Một con TA 357 à, bên nghiêng nữa này, nó to như cái bắp đùi luôn nha. Đấy. Rất là đẹp nha mấy bác nha. Một con TA có mui mái che luôn này. Khung này khung chống lật luôn. Đây, TA 357.
Vô lăng nó là vô lăng gạch gù nha. Đây, đạp vô đây là gạch gù này, để chỉnh góc độ lái, để chỉnh góc độ lái nha mấy bác nha. Đây, chỉnh như này. Đấy, là nó dành cho người thấp. Đạp vô đây, chỉnh lên này để dành cho người cao. Đó, vậy thôi. Đấy. Đấy, nó không có khớp á. Mình nhả ra là đây, nó vô cái khớp này. Vô cái khớp thì nó kêu cái phẩm. Đấy, thấy chưa? Chưa phải gì hết. Rồi, một con Isaki. Đây là số của nó, HML. Đó. Đây là một cầu hai cầu. Đây là số đồng tốc nha, số đồng tốc của nó nha. Đấy, lui rất là đẹp. Đây là số phay. Đây là tầng nhân chậm luôn nhé. Đây tầng nhân chậm. Đây là cũng tầng nhân chậm này. Đây số đi này. Đây là tiến lui này. Còn đây là số bừa 1, 2, 3, 4 đó. Đây là một cầu hai cầu. Con này chạy 922 giờ. Rồi, em nổ lên cho mấy bác nghe tiếng máy. Đấy, thấy chưa? Rồi, máy em rung nha. Đây. Máy em ru luôn nghe mấy bác nha. Con xe 357 nha. Đù má nó tự chạy không? Do bên em không chuyển dài ấy lại. Tên quá. Chạy lên đây. Xe 357. Do quá tính. Máy rất là êm nha mấy bác nha. Cực kỳ êm luôn. Cực kỳ đẹp nha mấy bác nha. Rồi. Đây. Đang chạy đó. Rất là nhẹ nha, chạy lực lái mấy bác thấy này. Rất là nhẹ. Rồi, bên em bán con này giá 155 củ nha mấy bác nha. 155 triệu cho một con TE 357. Rồi, cảm ơn mấy bác đón coi video em. TE 357.